Xin chào anh chị, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2023. Thì hôm qua là ngày đầu tháng, ngày 1 tháng 2 năm 2023 thì Mitsubishi Việt Nam vừa có cái chương trình mới cho cái mẫu xe bán cực kỳ chạy trong phân khúc MPV, đó là Mitsubishi Xpander. Đó thì trong cái video này em Minh sẽ gửi đến anh chị mình giá bán chi tiết cũng như là chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn và đặc sắc trong tháng 2 năm 2023 này. Chào mừng anh chị đã đến với kênh của em Minh Mitsubishi lâu ngày. Mitsubishi Xpander hiện tại đang được bán ra với tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm phiên bản số sàn là phiên bản MT, phiên bản số tự động Eco, AT Eco đó anh chị, và phiên bản Premium, và cuối cùng là phiên bản Cross. Đó. Đầu tiên thì em sẽ gửi đến anh chị mình giá bán của phiên bản số sàn MT. Ở đây thì hiện tại em đang không có chiếc xe MT nào cả, nhưng mà khi mà anh chị đặt thì sẽ về hàng nha anh chị. Thì xe Mitsubishi Xpander phiên bản số sàn MT là một cái xe được sản xuất và lắp ráp trong nước, và nó sẽ có một cái phơm dán giống như thế hệ trước đây. Đó, và giá lăn bánh của Mitsubishi Xpander phiên bản MT với giá niêm yết là 555 triệu thì lăn bánh em sẽ tạm tính cho anh chị mình mức phí lăn bánh ở tỉnh ở cái bảng giá trên đây. Đó, phía trên là mức phí lăn bánh tỉnh, còn ở dưới là cái chương trình trả góp, và đối với phiên bản này thì sẽ được hỗ trợ ngân hàng vay lên đến 80% giá trị xe. Dạ. Và ngoài ra với cái mức giá lăn bánh này thì trong tháng 2 của năm 2023 này, phiên bản số sàn MT đang được khuyến mãi phiếu nhiên liệu lên đến 10 triệu đồng và một số phần quà phụ kiện hấp dẫn khác. Đó. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với phiên bản số tự động bản thiếu là phiên bản AT Eco anh chị. Phiên bản số tự động bản thiếu AT Eco thì nó sẽ có một cái phơm dán bên ngoài, nó giống y hệt như là cái phiên bản Premium này, nhưng mà nó sẽ bị cắt bớt một số option. Ví dụ như là đèn, nó chỉ là đèn halogen thôi, nó vẫn là đèn chữ T nhưng mà là đèn halogen thôi. Mâm thì là nhỏ hơn và ghế thì vẫn là ghế nỉ. Đó, màn hình nhỏ hơn, điều hòa chỉnh cơ, đó, vân vân và vân vân. Thì Xpander AT Eco với giá niêm yết là 588 triệu thì mức chi phí lăn bánh tạm tính ở tỉnh thì em cũng có một cái bản tính em để trên đây cho anh chị mình, để anh chị mình tham khảo. Ở phía trên là mức lăn bánh, phía dưới là chi tiết góp ngân hàng, thì anh chị có thể được ngân hàng hỗ trợ lên đến 80% giá trị xe. Đó, lên đến 80% giá trị xe anh chị, và mức trả hàng tháng thì em cũng có để bên đó rồi. Thì trong tháng 2 năm 2023 này ở phiên bản AT Eco, anh chị sẽ được khuyến mãi phiếu nhiên liệu lên đến 15 triệu đồng và những cái phần quà phụ kiện hấp dẫn khác nữa. Đó. Rồi, đó là hai cái phiên bản thiếu anh chị. Bắt đầu mình tới những phiên bản đủ và những phiên bản cao hơn. Thì ở đây thì sẽ là Xpander AT Premium. Đây là phiên bản bán tốt nhất của Xpander với giá niêm yết là 648 triệu và chi phí lăn bánh tạm tính em cũng để cái bản tính ở trên đây cho mình luôn. Đó, và ở trên vẫn là mức lăn bánh và ở dưới vẫn là trả góp ngân hàng và vẫn được hỗ trợ tối đa lên đến 80% giá trị xe nha anh chị. Và chương trình khuyến mãi trong tháng 2 năm 2023 của cái phiên bản bán cực kỳ chạy là AT Premium này đang rất là hấp dẫn với phiếu nhiên liệu hỗ trợ tặng cho anh chị mình phiếu nhiên liệu lên đến 20 triệu đồng nha anh chị, và những phần quà phụ kiện hấp dẫn khác. Đó, rất là hấp dẫn đúng không anh chị. Xpander AT Premium này thì hầu như là có xe sẵn giao ngay tất cả các màu, anh chị mình chỉ cần đặt là có xe liền. Dạ. Và phiên bản MT anh chị, phiên bản AT Eco và phiên bản AT Premium thì sẽ được bán ra với 4 màu sắc, bao gồm màu trắng, màu đen, màu bạc và màu nâu nha anh chị. Dạ, trắng, đen, bạc, nâu cho cả 3 phiên bản. Rồi, cuối cùng thì mình sẽ đến với cái phiên bản có thể gọi là phiên bản gầm cao với kiểu dáng SUV của Xpander là Xpander Cross. Và Xpander Cross thì nó sẽ được bán ra với 4 màu sắc, bao gồm trắng, đen, bạc và cam. Dạ, trắng, đen, bạc và cam. Và Xpander Cross với giá niêm yết là 688 triệu và mức phí lăn bánh tạm tính ở tỉnh em cũng để cái bản tính ở trên đây cho anh chị mình tham khảo. Vẫn là ở trên là giá lăn bánh xe, ở dưới là mức hỗ trợ vay ngân hàng, và anh chị mình có thể được hỗ trợ tối đa vay lên đến 80% giá trị xe. Và trong tháng 2 năm 2023 này thì mẫu xe Xpander Cross này sẽ được tặng cho anh chị mình cái phiếu nhiên liệu lên đến 15 triệu đồng kèm một bộ camera 360 độ cực kỳ sắc nét nha anh chị. Đây, bộ camera 360 độ đã được gắn sẵn trên xe luôn. Đó, ngoài cái việc mà hỗ trợ phiếu nhiên liệu tặng cho anh chị mình bộ cam 360 độ thì anh chị mình còn được tặng thêm rất là nhiều quà tặng và phụ kiện hấp dẫn khác. Đó, thì cái này nó sẽ tùy vào mỗi nhu cầu của mỗi anh chị mình khác nhau. Thì chi tiết sẽ liên hệ ngay cho em với số hotline trên góc màn hình. Đó. Thì xong rồi anh chị, tổng cộng 4 phiên bản em đã gửi đến anh chị mình cái giá
lăn bánh tham khảo tạm tính ở tỉnh nha anh chị, ở tỉnh. Còn nếu anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh thì mức giá này nó sẽ cao hơn khoảng 19 triệu đồng, do là ở tỉnh thì cái chi phí lấy biển số chỉ có 1 triệu thôi, ở thành phố Hồ Chí Minh nó là 20 triệu. Ngoài ra thì nó sẽ chưa bao gồm cái chi phí dịch vụ đăng ký xe. Chi phí dịch vụ đăng ký xe thì tùy anh chị ở xa hay ở gần chỗ em thì nó sẽ có cái mức khác nhau, nó không có cố định nên em cũng không có báo lên trên đây cho anh chị mình được. Dạ, rồi thông tin chi tiết về những cái phần quà tặng khuyến mãi phụ kiện hấp dẫn thì anh chị mình hãy liên hệ ngay cho em với số hotline trên góc màn hình nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video. Hẹn gặp tất cả anh chị trong những cái video tiếp theo. Mua xe nhớ hú em nha anh chị.